đây. Dạ đúng rồi, bình tĩnh em, bây giờ em không nắm. Rồi em hỏi cái đường kính cái bồn chiều dài cái bồn này em báo lên vậy. Con kia ra chưa Đạt? Dạ. Cái con kia ra chưa? Dạ, ra con rồi. Ra rồi hả? Ra đây hay ra đâu? Dạ, à, ra Hà Nội. Hai trai hả? Trai hả? Hai trai hả? Để quay lên xong ra bán 10 triệu thì ai mua không ăn. Không biết cho ăn gì nữa, đít đỏ kinh khủng luôn. Đó thì nếp trứng thôi, ăn nuôi nếp trứng. Không, do anh là nuôi trứng gà ông Nghiệp, ảnh nuôi trứng gà ta. Đúng rồi, trứng gà ta đỏ, mình phải xác nhận điều đó. À, giờ thôi mình chịu khó đầu tư. Thực ra đã tính là hai cái chất dinh dưỡng nó khác nhau rõ ràng mà biết sao. Tính ra giá tiền còn gấp đôi. Đôi chứ còn gì nữa, bên này hai gấp 2, gấp 2 phần 3 nữa. Sao nó chết con của Đạt không? Nó không qua con bên này mà.